kêu sao tiếng gáy chim cu, gầy đà bể nước lời ru của bầm. Vườn chim cô gái miền Bắc Vũ Văn Thao tại Ba Vì, Hà Nội xin kính chào quý khách. Có cái vườn. Đây là các bác. Hôm nay là có rất nhiều đơn. Một đơn, hai đơn, ba đơn, bốn đơn, năm đơn. Thì sáu bảy đơn gì đấy không quan trọng. Ok, hôm nay là có đơn đi về km 62,5. 62 cộng 500. Cao tốc Hà Nội Yên Bái. Số điện thoại là 1261. Ok, để giữ nguyên đây này. Giữ nguyên đây này. Đánh dấu chưa? Khắc đánh dấu. Chim chân móng rất là kiểm tra là ok. Cứ giữ nguyên điện thoại này bên cạnh. Nó dính đâu? Không quay gì nữa rồi. Lấy luôn cái khay vào. Không quay dính đâu. Chim mạng ổng phấn hồng nha. Đó. Chân cẳng ok luôn. Đó, đây. Đây là con trống thì đánh dấu cho các bạn. Đấy. Đó, đây. Nhắn qua cho anh để cái vườn thôi. Vâng. Thank you.
đưa đèn. Rồi để nguyên đây là chuyện mà các bạn năm 2019 thì mình sẽ phát triển cái tem này, nó có cái số điện thoại thay đổi 10 số và có logo các bạn nhé, thì mình sẽ dán vào đây niêm phong cửa này ạ. Được một đơn đây, quay quy trình chỉ định đấy. Cái đơn này đơn này là về bến xe Hưng Yên, đơn này là lấy hai đôi chim mới biết mổ cộng với một con chim trống lẻ, thì báo cáo với các bạn là con chim trống lẻ mình đã bắt sẵn được cứng cáp hơn. Đây một chim trống lẻ, đây quay tổng quan đây. Cái này là một đôi, cái này là một đôi. Đưa cái tem đây, cái này cho con trống lẻ. Tối thì mình mắc sẵn ở dưới vườn đấy nè, đây là một con chúng nó nhỏ mà mình kiểm tra chân chân nhé, kiểm tra đây con trống này, con trống này các bạn nhìn này. Trống nhìn này nó mỏ rất là dài, đầu rất là nhọn. Mình sẽ đánh dấu cái phần đầu này. Đó. Các bạn yên tâm là quy ước của mình, con nào mình phất tí sơn này nó rất là lâu phai, cả năm sau nó vẫn còn luôn. Kiểm tra chân cẳng, kiểm tra chân móng không vấn đề gì. Chim toàn chim chim giống chưa có cường các bạn nhé.
8 âm 8 ngày xuân thì mùng 6 ok các bạn ấy thấy những cái cửa lồng chim này nó vẫn còn niêm phong là các bạn yên tâm. Và đây là những cái lỗ thở. Đây là những chỗ trên cái phiếu này nó có đầy đủ thông tin nhé. Bến xe Nguyên này. Đấy, bạn này đã đặt cọc tiền rồi. Chim cu, cây đa bể nước, lời ru của bầm, vườn chim cu gái miền Bắc, Vũ Văn Thao tại Ba Vì, Hà Nội. Xin kính chào quý khách, chúng tôi chuyên cung cấp giống chim cu gái mang ngỗng, phấn hồng, âm dòng, bộ mã được tuyển chọn rất kỹ càng. Chờ tí, bây giờ hết rồi nói chuyện. Bác gửi tiền cho nhà xe chưa? Cho chân kia lên kia. Rồi, bác đọc cái số xe đi. Xe thì nhưng mà hệ thống nhiều xe nhiều chuyến lái xe khác. Tiếp theo nha các bác nha. Đây là bác này là đi về bến xe Hải Hà Quảng Ninh nhá. Đi sao vào bến xe Hải Hà Quảng Ninh. Điện thoại là 0 đuôi là 0624. Ok. Và đây là đôi kia của bạn ấy.
quay ra đây. Đấy, đưa chim của bạn ra đây. Trần cảm không vấn đề gì, móng không đặt lỗi gì nhá. Chống chống nhá, chống quý ước của chim gáy hay là đầu đỏ ở trên nhá. Cho nó vào đây, mỗi con một hộp thì nó sẽ rộng rãi, nó sẽ không đánh cánh vào mặt nhau, nó sẽ không đánh cánh vào mặt nhau các bác nhé. Nó chật quá nó tối rồi mà bạn đã đánh cánh. Và các bác thân mến, là khi các bác nhận chim ạ, thì các bác cố gắng quay ra đây, cho cái lồng có diện tích nó khoảng như này thôi, và là để một khay khay đá bằng nhựa, khay đá bằng nhôm, để lúa và cám gà lại, loại mảnh loại viên lẫn vào, làm sao cho nó đứng luôn gần chỗ thức ăn nước uống, tại vì khi di chuyển là nó có thể nó hơi mệt hơi lạ. Các bác cố gắng là làm sao để cái tư thế làm sao nó dễ ăn dễ uống nhất các bạn nhá. Thì di chuyển nó bỏ một cái bữa thường ngày là nó cũng chim thì chim này chim chim giống chim da vàng đó. Và các bạn nên nhớ là tôi rất cẩn thận mỗi một cái này, là tôi có gửi kèm theo một cái hướng dẫn nuôi. Đấy, năm 2019 thì tôi làm rất là rõ ràng. Đó. Đó là hướng dẫn luôn. Đó. Từ khâu kỹ thuật đến khâu chọn giống, đến khâu phòng bệnh, đau mắt đi ỉa. Đấy, bệnh hen, bệnh một số những cái lưu ý trong quá trình chơi chim. Đó. Tôi rất cẩn thận để ở đây. Đó. Đó, các bạn nhé. Thì đó đỡ còn thời gian mà đó. Tiếp theo là đến đây này, bón cho tôi đến bón chú Bình đến quay nó về đồng hoàn cho các bác xem. Đợi 20 phút nữa các bạn thấy tôi nót rơm, tôi nót rơm, nót rơm. Quay nhìn rõ chính xác rồi, nót rơm. Thì chim nó ở trong cái hộp này nó ấm và nó không, nó bấu được vào những cọng rơm mà nó không bị mất thăng bằng các bạn nhé. Đây. Đấy, các bạn để như cái mặt này nó nhẵn này. Đó. Thì đây là cái quá trình tôi cho ăn bữa cuối cùng ở tại nhà tôi. Thì tôi sẽ để cho các bác bón tiếp.
bạn nếu có bón này nó nhịn được khoảng 10 tiếng không vấn đề gì bạn nhé, 10 tiếng đấy. Thì báo cáo với các bác là các bạn nên bón là khoảng 75% diều đấy. Đấy, diều vừa phải thôi, và các bạn không nên bóp chặt tay vào, các bạn để cho nó con chim nó được nguyên bản, nó sẽ xuống, nó nằm ở dưới này. Rơm thì nó lồng bồng, rơm thì nó lồng bồng các bạn nhé, nó sẽ có cái bấu để nó yên tâm. Đấy, quay úp vào đây rồi. Rất là ấm, rất là ấm nhé. Thì mình sẽ đóng hộp, đóng hộp. Nhìn đôi lạnh vậy thôi. Các bạn nên bỏ nó ra đây để kiểm tra chân cẳng. Đây đôi này là tôi đánh dấu chân này. Đó, mực xanh này. Đó, đánh dấu sẵn này. Đấy. Vừa phải no thôi nhá, không nên no quá mà các bạn bắt chim non các bạn phải khéo. Đây đây này, đánh dấu chân này. Dấu chân này. Đây là một đôi các bạn nhé, đôi chân phải và đôi chân trái. Đấy, đây là hai con các bạn nhé, rất là đẹp một đôi. Thì cho vào cũng vậy thôi, mình phải đỡ đỡ rồi cho xuống và đỡ rồi. Nhìn là nó tự nó hấp sẽ như này. Nhớ là các bạn nót rơm nhé, nót rơm thì tuyệt vời luôn. Thế là mỗi cái hộp này thì là nó sẽ là cái các bạn dùng cái xi lanh to này, các bạn quấy loãng này, cám loãng nhé. Bấy nhiêu là để dùng cho hai con xi lanh 50. Xoay vào đây. Câu thứ ba. Đôi này to nhỉnh hơn một chút, ra ngày hơn. Đấy. Bón rất là đơn giản, rất là nhanh. Các bạn cảm giác như chỉ 10 giây là xong một bữa cơm. Còn đố các bạn biết là nhiều bạn cứ hướng dẫn video nó cầu kỳ quá, hay là tôi có một cái thói quen thì không biết. Và cha cha tổng quan đôi xuống hàng xuống hàng
tự nó sưởi ấm cho nhau trong rơm nhá. Ok, tốt, cho đi lên. Cũng như bao nhiêu người khác, đây là bản hướng dẫn. Tôi chờ vào đây. Ok, bây giờ cái đơn này là đi gửi xe Ngọc Sinh, đổi đến xe Hà Thì. đến xe Hà Thì, đến xe Gia Lâm. Thì nữa thì tôi sẽ sửa cái này, tại vì anh em sẽ gọi điện Đổi số rồi đúng không? Có vẫn số đấy. đổi số rồi. Ôi, quay xa, quay xa xa. Ông bút 0903 221064. Cái này này. Số nhà xe 0903 9 giờ. Đấy. hình số dưới. Gia Lâm. Ok. Còn khách hàng mà 051 vừa gọi điện báo là thay đổi. Bác ấy gửi tiền cho nhà xe. Nên bác thay đổi cái xe bác gửi. Tôi Đấy. luôn vào đây Ừ. nhà xe luôn xin luôn đây. Anh lại bên sau anh bị mất công. Nhanh đi. Đấy. Ok. Đơn tiếp theo đấy, ba thôi đấy. Bây giờ là đến bạn nhé, đây là mới nhé, nghiêm dấu ấy, cũng hướng dẫn này. Đây, hướng dẫn này, quay đi tật. Cửa bên trong dán rồi này. Đây là một con chim khách. Lỗ này, lỗ này, lỗ này, lỗ này. Bây giờ là đến này. Đây là bạn này là lấy một đôi vú nuôi này. Đây vú nuôi, cái này là đôi Nhật nuôi này. Vú nuôi này. Một đôi biết mổ, một đôi biết mổ này. Và đây là còn hai cửa này là chim non đấy. Là hai đôi đang bón nhá. Số vừa mất một đôi. Rồi rồi rồi, biết rồi. Đây là cái hàng bón.
Để cho này đi. Cái này giờ con trống con nói cho nó. Đây, to hơn này. Quay đây. Rất là ấm áp. Anh vẫn một mình được không? Được. Đi xuống. Đèn pin chưa đâu. Ừ. Đây rồi. Thôi thôi thôi. Yêu sao tiếng gáy chim cu, gầy đà bến nước lời ru của Bầm, vườn chim cu gáy miền Bắc Vũ Văn Thao tại Ba Vì, Hà Nội xin kính chào quý khách. Chúng tôi chuyên cung cấp giống chim cu gáy mang ngỗng, phấn hồng, âm giọng, bộ mã được tuyển chọn rất kỹ càng. Ngoài ra chúng tôi cung cấp các loại chim cảnh như chim đa đa, trẻ than, chào hào, chim khuyên. Bên cạnh đó, chúng tôi cung cấp các sản phẩm từ quê hương núi Tản Ba Vì, con giống đà điểu, cây chanh tứ quý và phân bò sữa ủ men vi sinh. Website chimcugaihay.com hoặc bạn có thể tìm kiếm chim cu gái hay trên YouTube và Facebook. Hotline 01635 305 982 0989 177 982. Với phương châm bảo vệ uy tín, giữ chọn niềm tin. Xin trân trọng cảm ơn.